Nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Alibaba, tỷ phú Jack Ma là người kiếm tiền nhiều nhất trong năm 2014, với tổng số tiền ông kiếm được trong một năm lên tới gần 19 tỷ đô la, tăng 173% so với năm ngoái. Số liệu vừa được hãng nghiên cứu WebEx đưa ra. Theo danh sách những tỷ phú kiếm tiền nhiều nhất và ít nhất trong năm 2014 vừa được hãng nghiên cứu WebEx công bố, thì Jack Ma là tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất của năm nay, theo tính toán của Wells, nhà sáng lập của Alibaba đã kiếm được 18,5 tỷ đô la trong năm 2014, tăng 173% so với năm 2013. Khởi nghiệp với 60.000 đô la, hiện nay tài sản của Jack Ma đã vươn tới hơn 29 tỷ đô la. Năm 2014 cũng là năm đáng nhớ với tỷ phú người Trung Quốc này, khi Alibaba lập kỷ lục IPO vào hồi tháng 9. Đây là thương vụ mang về cho ông Jack Ma nhiều tiền nhất. Xếp thứ hai trong danh sách này là tỷ phú Warren Buffett. Nhà đầu tư huyền thoại này đã kiếm được gần 14 tỷ đô la trong năm 2014, tăng 23% so với năm ngoái. Chủ tịch của Berkshire Hathaway hiện có khối tài sản khoảng gần 73 tỷ đô la. Xếp những vị trí sau là Bill Gates, Mark Zuckerberg. Ngược lại, ông trùm năng lượng Nga Leonid Mishenshin là tỷ phú thiệt hại lớn nhất năm 2014. Tài sản rồng của ông đã hao hụt mất 7 tỷ đô la chỉ trong một năm. Nguyên nhân của sự sụt giảm này được xác định là do giá dầu giảm, cộng với cú rơi tự do của đồng rúp và lệnh trừng phạt kinh tế từ các nước phương Tây.